Đây, ba con linh. Bụp, 3 sao. Đây, anh em muốn solo hip hop hay là muốn solo cái gì thì solo đi. Karina chim tinh kiếm khách, nó không được hưởng chim tinh thôi chứ nó được hưởng kiếm khách. Đánh tay Win luôn á, đánh tay Win con quang quang ở bên trong, quang quang có giảm sao nè. Solo hip hop, solo hip hop, anh em thấy chưa? Solo hip hop à, thằng kia quấn lại. Solo hip hop giảm được sao xuống. À, giảm được sao xuống, à, giảm được sao xuống thì Win. Được được được, giảm được sao xuống thì Win nhé. À, bên này còn Linh với lại Miêu Tao thôi bạn ơi. Cố gắng làm gì cho khổ. Ok, hey, yo, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của KKKYEL. Chào mừng mình nói series hướng dẫn cũng như chia sẻ kinh nghiệm chơi các bộ cờ ở trong Mobile Legends và Magic Chess nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ đến với bạn một cái bài đánh liên quan đến con Taskban nữa. Và cũng sẽ là một bài đánh khá là dễ chơi và nó cũng rất là mạnh. Là hoàn toàn có thể gọi là dùng để lấy top 1 cũng như là đua top thế giới được. Đó sẽ là bài đánh liên quan đến chim tinh và kiếm khách nha. Thì nhảy vào cho mình đó là Karina trước rồi, các bạn cũng biết rồi là mình sẽ đánh vào chim tinh và kiếm khách. Nếu như mà cực chẳng đã mà không có ngọc hay là không có ngọc chim tinh á thì mình sẽ đánh gọi là Karina, hoặc là sau này là sẽ đi thêm gọi là con con Minotaur đó. Thì con Karina mình sẽ đánh Karina cộng với Minotaur thì sẽ là hai con đam chủ lực của mình. Lượt đầu tiên thì chắc có lẽ là mình sẽ để cho nó thua đi, mình để cho nó thua tại vì tướng nó không có được đẹp cho lắm á, nên là thôi mình để cho nó thua luôn. Đúng không? Nếu mà gặp phải đứa nào bán máu thì ngon thì mình sẽ đánh chuỗi thắng, nhưng mà có vẻ như là mình sẽ không gặp rồi. Bên kia thì chơi xạ thủ cộng với Akai Mia 2 sao thì đương nhiên là mình có lắp tướng vô thì cũng thua, tại vì nó sẽ không có ra cộng hưởng cho đội hình bên phía của mình nhá. Nói chung là chúng ta đánh bình thường thì chúng ta nên đánh chuỗi thắng, nhưng mà giả dụ như nhắm chân mà đánh chủ thắng không được thì có thể đánh thua thua xíu cũng được, miễn sao các bạn có được tiền là được. Như hồi nãy là Karina thắng được cái thằng ở trong lòng thì phải, và như vậy thì Karina sẽ được thêm đam nha, sẽ được thêm đam nhờ chiêu này, là được thêm 15 đam sức mạnh thôi cũng ngon. Tự nhiên thua nhưng mà lại được đam cho Karina cũng ok anh em, cũng ok. Mình muốn đánh chim tinh kiếm khách nhưng mà đầu game nó ra cái gì á, nó ra con Melissa không biết để làm gì nữa. Nó ra thì mình phải lấy mình đánh thôi, chứ mình cũng không muốn đánh cái bộ đó, nhưng mà nó ra rồi thì buộc phải lấy ha. Rồi bây giờ thì ta lắp tướng bình thường rồi ta chơi, nếu như mà thắng được thì tốt, thắng được thì ngon, còn không thắng được thì cứ để cho nó chuỗi thua cũng được. À, vì dù sao thì cái bộ mà đánh Karina chim tinh kiếm khách á thì nó cũng khỏe chứ nó cũng không có bị yếu ở giai đoạn giữa game nhé. Các bạn chỉ cần lên được con Karina 2 sao phát là nó sẽ gỡ lại cái thế trận cho các bạn được, nên là mình cũng không có lo là mình sẽ thua người ta ở trong cái giai đoạn giữa game. Giai đoạn đầu game thì có thể thua nhưng mà giai đoạn giữa game thì sẽ không thua. Đó sẽ là cái bài của ngày hôm nay. Nếu như có ngọc chim tinh thì mình sẽ đánh thêm con linh chim tinh kiếm khách, linh 3 sao chim tinh kiếm khách. Rồi bộ đó thì chắc chắn là anh em biết là nó chùm rồi, là một cái. Còn nếu như không có ngọc chim tinh thì chúng ta sẽ đánh miêu tàu. Miêu tàu 3 sao thì nó dặm cũng rất là ghê, cái này thì anh em cũng thấy ở trong cái clip mà đợt mình đánh miêu tàu á, thì mình có muốn đánh miêu tàu 3 sao nhưng mà sau cùng mà nó chỉ ra miêu tàu 2 sao thôi. Đó, mình thua, mình sẽ có tiền của chuỗi thua nha anh em nhé. Mình sẽ có tiền của chuỗi thua nhưng được cái là mình thua ít à. Mình thua cái 3 bóng máu thôi. Nếu như thắng được thì tốt, thắng được thì ngon, không nói làm gì. Nhưng mà nếu như nó không thắng thì nó cũng không phải là vấn đề. Cái vấn đề, cái hay của nó là nó nằm chỗ đó. Nghĩa là thắng được thì tốt, không thắng được thì cũng không sao. Chỗ này thì đương nhiên là chúng ta sẽ lấy cả Matisse, lấy cả con Karina về nhé. Những con chim tinh á, thì bạn lên con Matisse với con chim tinh lên 3 sao sớm thì ngon. Thì lát nữa nó nhả đội hình, nó sẽ nhả nhanh lắm, nó sẽ nhả ra con Karina với lại con Linh rất là nhanh luôn, nó không có nhả những con xung quanh nữa. Đó, kiểu vậy mình sẽ lấy Linh và Hayusa nhé. Linh và Hayusa sẽ nằm trong cái đội hình kiếm khách để mình chơi 4 kiếm khách. Đó là trường hợp bạn chơi kiếm khách, còn nếu mà bạn không thích thì bạn chơi chim tinh chay luôn, chơi 6 con chim tinh chay luôn để cho Miêu làm đầm chính luôn, khỏi cần phải kiếm ngọc. Hoặc là kiếm ngọc chim tinh làm gì á, thì đó bạn muốn chơi thì để cho Miêu làm đầm chính được, nó cũng dễ hơn. Nói chung là đánh Miêu Tàu chim tinh với lại còn một mình Miêu Tàu chim tinh là đủ rồi, không cần phải thêm giả thú thủ vệ rồi gì đâu. Miêu Tàu vô nó đập là nó ăn à, nó chỉ cần vô nó đập là nó ăn. Còn nếu được thì thêm Long Giáp vô, thì Long Giáp có dính hai con kiếm khách đó, thêm nếu có ngọc Long Giáp á cho Miêu Tàu cầm 3 Long Giáp cũng được, không cần phải 6 đâu, 3 Long Giáp cũng ok rồi, để đập nó lên cái máu với lại cái đam nhá. Thì nói chung là ngon, đánh cái kiểu mà Miêu Tàu mình thấy là chưa đánh là mình thấy ngon rồi. Giờ là như bạn biết rồi, Miêu Tàu nó khỏe sẵn, nó khỏe sẵn. Chỗ này em sẽ lấy băng thạch nha. Karina cầm băng thạch gánh tim bạn.
rất là ok luôn. Nó gọi là làm chậm đối phương tốc đánh xuống á, xong rồi nó hồi mana lại cho con Karina thì nó sẽ rất là ngon. Nói chung là ngon. Với cái băng thạch thì anh biết rồi, từ ngày xưa tới giờ là lúc nào cho mấy cái con mà châu châu một xíu cầm vô thì rất là ok. Thậm chí là lát cuối game mình có thể đẩy sang cho Miêu Tâu luôn, cho Miêu Tâu nó cầm băng thạch luôn thì miễn chê nhá. Rồi, nói chung thì nó là như vậy. Còn bây giờ thì mình sẽ ráng cố gắng mình roll ha. Mình sẽ ráng cố gắng mình roll, mình kiếm ma tích với giắt rồi đó. Kiếm mấy con này. Được thì thêm một con Bubble vô cho nó nhả chịu hồi chơi, nếu như được. Còn không có thì thôi, không có thì lắp bừa con nào vô không được anh em à. Này, cho nó cầm băng thạch nhé. Cho nó cầm này luôn, chứ không là nó sẽ bị chia cái chim tinh cho con giắt. Nó sẽ bị chia cái chim tinh cho con giắt. Băng thạch đây. Băng thạch thì sẽ tăng 15% hồi mana khi nhận sát thương đó. Nói chung là nó sẽ giảm tốc độ đánh và hồi mana lại cho con Karina. Thì mấy con xạ thủ đánh vô rất là mệt mỏi anh em, mà nhìn nó đánh vô nó cứ bị làm chậm á. Nhìn con Melissa quýnh rất là mệt mỏi luôn. Ủa nhiều nó quýnh từng cái nhìn mệt lắm. Không, nó đánh cái kiểu đó thì nó đánh không biết tới bao giờ mới hạ được con Karina luôn á. Nếu như bạn chơi Karina 3 sao không còn đủ khỏe rồi. Mà đương nhiên chúng ta sẽ không chỉ đơn giản là chơi Karina 3 sao không, mà mình sẽ chơi thêm con chim tinh Miêu Tâu. Nếu được hai con chim tinh thì ngon, còn nếu mà không được hai con chim tinh thì chơi mỗi con Miêu Tâu chim tinh không cũng được, khỏi cần chơi Karina. Lượt này có bộ thua, đối phương khỏe quá, đối phương hai sao nhiều quá trời. Rồi nha, dưới này thì roll nhiều nhiều xíu để kiếm giáp với lại ma tích nha anh em nha, còn mấy con kia thì không cần. Này thì có thì ta cứ lấy về đó, cứ giáp ma tích ta lấy về là ok à. Thì bạn sẽ có con giáp 3 sao sớm. Chỗ này thì thêm cái kiếm khách vô. Vậy đi. Roll con AK thì tạm thời cho nó tăng, cho đứng nó tăng tăng trước đi. Lát nữa mình roll hên hên nó ra con Karina luôn á, 20% xuất hiện à. Nhưng mà nếu như nó ra được con Karina 2 sao thì tuyệt vời, nó gánh mấy bạn giai đoạn giữa game liền. Chỗ này thì chúng ta sẽ lấy tinh khí chim tinh cộng con phía dưới nữa là 4 chim tinh rồi. Thì đang thiếu con một con là con gọi là con ba đăng, thiếu con ba đăng nữa thì nó mới đủ 6 chim tinh. Chứ nó không có đủ nhá. Thì nó giỏi lắm là nó chỉ được 5 chim tinh từ cái lượt đánh quái thôi. Sau cái lượt đánh quái thì nó sẽ có 5 chim tinh. Nên là không muốn muốn lấy được ba đăng thì cũng phải up lên cấp 6, cấp 7 thì nó mới dễ xuất hiện. Nhưng mà ở phía dưới này thì mình đánh Karina chim chim tinh với lại kiếm khách trước thì cũng ổn, không có sợ ha. Nó mà lên 2 sao phát là không có sợ. Tới lúc đó thì mình sẽ ngưng roll cờ, nghĩa là mình roll kiếm vừa Matic vừa Jax vừa Karina, kiếm ba con. Nhưng mà sau khi con Karina nó lên được 2 sao rồi đó, thì chúng ta sẽ ngưng cái việc roll cờ lại. Chúng ta sẽ chuyển sang chế độ up cấp để đi kiếm những con khác như là Minotaur ta gắn vô rồi ta nuốt cửa hàng. Đó thì nó sẽ nhanh ra con Minotaur 3 sao hơn. Kiểu vậy. 59 máu được. Này, số máu này là chấp nhận được nha. Còn con này thì ta cứ lấy về. Nói chung là tụi nó có thì cứ lấy về thôi. Lấy về cho tụi nó, lát nữa nó không có nhả cái con chim tinh mà mình không cần nữa. Anh em hiểu không? Đây có con này vô. Thì nó sẽ có, chắc là mình nghĩ là sau lượt này là sẽ có con giáp 3 sao. Khả năng rất cao là nó sẽ nhãn giáp đó. Rồi thì bạn up cấp, giáp lên được 3 sao rồi thì up cấp được rồi. Nói chung là lên cấp 6 thì nó cũng dễ xuất hiện hơn, con Karina cũng dễ lên 2 sao hơn anh em hiểu không, cũng dễ ra ba đăng hơn để chúng ta kích được 6 chip tinh. Nói chung là nó rất là hợp lý. Còn khi mà bạn chưa có giắt 3 sao thì ta cứ từ từ. Ui, nó rơi con này chứ không rơi con giắt à. Vậy thì mình sẽ roll kiếm con giắt luôn. Karina nè anh em nè. Vậy là thôi khỏe luôn. Khỏe re luôn. Có con Karina phát khỏe re luôn. Thì bây giờ thích thì có thể up cấp, còn không thì cứ để dưới này để kiếm Matic kiếm giắt. Và đương nhiên là Matic với giắt thì nó sẽ xuất hiện thôi. Không sớm thì muộn nó sẽ xuất hiện thôi anh em à. Đánh Miêu Tâu đúng không? Con này thì hình như là đánh đâm phép đúng không? Còn chim tinh bóng tối khi cộng hưởng có hiệu lực thì sẽ được. Ồ vậy là hai con chim tinh nha. Như vậy là mình sẽ có hai con chim tinh. Ngon lành anh em, ngon lành lắm. Hai con chim tinh quá tuyệt vời. Thì lát nữa cho Miêu Tâu với lại Karina luôn. Cái này hình như đánh đâm phép đúng không? Sát thương chuẩn 20% gây sát thương Karina tiến vào trạng thái miễn nhiễm toàn đánh thừa. Karina có 20% tấn công mục tiêu sau 3 lần là sao nó không ghi là sát thương phép hay sát thương thường ta, để mình lấy cái cách rực lửa. Miêu Tâu thì nó gây sát thương vật lý, hình như Miêu Tâu là gây sát thương vật lý. Thôi lấy cái này đi. Rồi dắt lên heo lên roll tiếp cũng được, up cấp cũng được, up cấp lên thì như vậy hả. Mới có 4 chip tinh thôi, chưa có đủ ấy được, cho nên là không cần phải vội nha, không cần phải vội để lấy chip tinh luôn, cái kiểu vậy. Này đẩy sang chân giác cho hai con được hưởng, con kia nó có 2 đồ rồi, được rồi. Rơi ngộ không tiền không, rơi ngộ không là xin 5 tiền, đơn giản vậy thôi. Chúng ta có ra Karina 2 sao rồi, giác 3 sao rồi, up cấp được rồi. Rồi Karina 2 sao nó gánh hết, nói chung là tầm này là Karina 2 sao nó làm chậm đối phương, nó đánh là nó gánh hết rồi, nó gánh hết cái lượng chống chịu rồi. Trong quá trình nó chống chịu thì con giác ở phía sau gây đam, thì cái đó anh em biết rồi, không cần mình phải nói thêm ha. Thì bây giờ mình chỉ việc up cấp lên cấp 7 lên cấp 8 rồi kiếm, chứ không cần phải roll nữa.
Con Jack thì nó 3 sao rồi, nên nó sẽ không xuất hiện ở trong cái bộ triệu hồi, nó sẽ không xuất hiện Jack nữa. Ít nhất nó sẽ phải rơi con Babon, tức là con 3 tiền. Như vậy là mỗi lượt chúng ta sẽ có 3 tiền, 3 tiền, 3 tiền, 3 tiền. Nó về liên tục anh em ạ. Tiền nó về liên tục luôn, nói chung là rất là ngon. Cực kỳ ngon luôn. Ra mà tích thì lấy, nói chung là nó ra thì mình cứ lấy thôi, mình không roll nữa. Mình ngưng cái việc roll lại nhé. Tại vì lúc này là mình roll để lên con Karina 3 sao thì nó xa lắm. Cái hành trình nó xa vời lắm anh em. Nên là bây giờ mình chưa có vội roll con Karina 3 sao làm gì. Lát nữa tự động cho nó nhả đi. Mình up lên để mình đi kiếm con Minotaur nó hay hơn, hiểu không? Con Karina 2 sao là được rồi. Karina 2 sao là ok rồi. Còn hôm bữa mình chơi con viễn tây á, là mình roll mãi á. Hôm bữa mình chơi con viễn tây pháo thủ đánh Task Ban, mình roll mãi là lý do là tại vì cái bộ viễn tây nó nhiều tiền, nó cho mấy ông mỗi lượt rất là nhiều tiền luôn, cho mình roll mãi. Con này thì mình không chơi nhé, nhưng là mình đem bán luôn. Nó có ra babon hay ra con gì mình cũng đem bán hết. Nội Karina biết sao, để đứng góc không, để nó thắng cái thằng kia kìa, nó thêm đam kìa anh em, được thêm 15 đam, như là hai lần là 30 đam rồi. Cứ gặp thằng này là thắng à, làm sao thắng được con Karina ở trong lòng. Nó kiếm khách mà, nó kiếm khách, nó chim tinh, nó đánh, nó hồi máu mà, nên bạn không có cửa nào mà thắng được luôn á. Rồi tới khúc mà như này là bắt đầu là game nó dễ rồi đó. Karina làm hết nha, Karina sẽ làm hết. Và bọn kia mất máu cũng không có nhiều, mất 8-9 máu thôi, cho nên là máu của tụi nó vẫn còn đủ, thậm chí là cao hơn mình luôn, thì mình có thể gọi là lấy đồ trước được. Rồi chúng ta up cấp ha, up cấp lên để kiếm con Ba Đăng hoặc là Mewtwo. Ba Đăng cũng được, Mewtwo cũng được. Mình khuyến khích mấy bạn nên lấy con Mewtwo thay vì giống như là không chơi Ba Đăng luôn. Tại vì là ở phía dưới này là Ariel 2 sao nè, Matic cũng 4 con nè, Jack nó 3 sao nè, cho nên những con này mình nên giữ lại. Nếu như có Ngọc Chim Tinh thì bỏ con này, bỏ Ariel đi. Để cho nó không có gọi là chiếm nhiều slot của mình. Chứ còn Ba Đăng vô thì nó cũng chỉ là đấm bình thường thôi, chứ đâu có choáng, đâu có giác đấu đâu choáng. Nó cũng không ăn thua, mà nó không cần thiết là phải chơi Ba Đăng cho bằng được. Cái mình cần là Mewtwo. Nếu như mà có Ngọc Chim Tinh thì đánh thêm con Linh. Sẽ đánh Linh và Mewtwo, hai con 59 luôn, thì 100% top 1. Còn nếu như mà Mewtwo không á, thì nó còn tầm 99,99% là sẽ top 1. Nói chung là cái khả năng top 1 là cực kỳ cao. Đánh cái bộ này là auto top 1, có thể nói là như vậy. Tại vì nó rất là khỏe ở giai đoạn giữa. Bình thường mấy bạn hay chơi con Tha skill 3 thì hay cái kiểu là đuối đuối trước khi mình nuốt, đúng không? Mình không kịp nuốt là mình thua. Nhưng mà những cái bộ giống như ngày hôm qua viễn tây này, hay là bộ giống như ngày hôm nay là bộ chim tinh này, là nó rất khỏe luôn. Giai đoạn giữa là nó cực kỳ khỏe. Ngọc chim tinh kìa, là giai đoạn giữa nó cực kỳ khỏe luôn, không có sợ là nó sẽ bị gọi là đuối về cái khả năng gánh team ở giai đoạn giữa game. Không ai lấy Ngọc chim tinh là tôi lấy à. Rồi vậy thì chúng ta sẽ có Linh chim tinh cộng với 4 kiếm khách cộng với Mewtwo chim tinh là hai con đam chủ lực của mình ở trong trận đấu này nha. Còn thủ vệ rồi cái thứ không cần, chỉ cần bạn lấy chim tinh về kiếm khách, hai kiếm khách cũng được, không cần 4 kiếm khách luôn, không cần tới 4 kiếm khách, chơi hai kiếm khách là đủ rồi. Đó, nếu như bạn muốn thì có thể đánh 4 kiếm khách cũng được, tùy mấy bạn thôi. Thì mình sẽ có hai con chim tinh nha, thì con Jack cũng sẽ được hưởng nè, con này được hưởng, con Jack được hưởng. Up cấp kiếm Mewtwo, thay con Ariel, kiếm con Linh thay con này, bán con Jack ra, bán con Babon đi, bỏ Babon thì chúng ta sẽ có Linh chim tinh và kiếm khách. Con này cầm tạm ngọc ấy. Lát nữa mình bán Babon cho nó đỡ nhầm, hiểu không? Mình sẽ bỏ con Babon này đi, quay góc thì cho dễ bán. Còn Akai mình cũng đem bán luôn, thì mình sẽ có là chim tinh, 6 chim tinh và 4 kiếm khách. Sau khi lấy được tinh khí kiếm khách, lấy thêm cái tinh khí kiếm khách nữa, tới cái lượt đánh quá thì sẽ bỏ triệu hồi ra nhé. Không có để triệu hồi thì mất công nó rơi cái tinh khí triệu hồi, anh em hiểu không? Nó sẽ có phần trăm xác suất rơi tinh khí triệu hồi, nó không rơi tinh khí kiếm khách thì mình lại phải mất thêm một slot tướng kiểu vậy, thì nó không đáng đâu. Thôi để dành tiền lượt này, lượt up cấp luôn, lượt này mình up lên cấp 8 luôn cho nó có thêm phần trăm xác suất xuất hiện Linh, hên xui nó xuất hiện luôn, mình khỏi cần phải roll. Giờ tôi còn để chuỗi thắng nữa thì mấy bạn lấy gì, mấy bạn đỡ đây. Up cấp lên nó sẽ tự động rơi Linh, tự động rơi Mewtwo. Không có thì mình roll, không có thì mình roll. Babon thì không lấy. Ai lên xe chim tinh kiếm khách, với lại long giáp. Chả may mình chơi long giáp, yeah. Chả may có long giáp thì mình chơi thêm long giáp cũng được. Thì Linh với lại Lan Xe là hai con long giáp đó, kiểu vậy thì mình sẽ có long giáp mà chơi. Đại loại là như vậy, ý mình là như vậy. Vậy là mình sẽ đánh thêm long giáp nếu như có ngọc. Rồi trong kia lấy được ngọc long giáp thì gắn cái ngọc long giáp lên người của con Mewtwo ấy, thì Mewtwo nó sẽ là chim tinh long giáp, còn Linh nó sẽ là chim tinh long giáp kiếm khách. Thì nó càng đương nhiên là nó sẽ càng khỏe đội hình mình thôi, thêm long giáp thì đương nhiên là nó sẽ khỏe thêm, chứ không có vấn đề gì hết. Anh em cứ lấy về mà chơi.
thay con Saber thì Saber nó cũng chỉ có một con à, cho nên thay cũng đáng. Nó nhiều nhiều thì mình giữ, ví dụ như 2 sao hoặc là nó 3 sao thì mình còn do dự, với nó có 1 sao à, thay đáng nha, thay là đáng. Và đặc biệt là thay ra thì con gọi là con lan xe mình còn có tới 2 con nữa, bây giờ nó xuất hiện lan xe nhiều hơn nữa này, rôn hồi ra lan xe nữa này, kiếm khách. Hayabusa thôi, Hayabusa thì không chơi nhá, Hayabusa nữa thì nó bị thừa, nhưng mà cứ mua về để dành đi. Linh, bây giờ mình cần con Linh chứ không cần con Hayabusa. Còn Saber thì bỏ nhá, Saber thì bỏ hẳn. Rồi, Hayabusa thì nó sẽ hơi thừa xíu. Minotaur hồi nãy mình nói là sẽ thay Ariel, nhưng mà mình cũng không cần con Ariel. Đem bán Ariel này trước luôn. Đem bán luôn cho nó có tiền, nhưng mà bán cái tiền để mình roll mình kiếm con khác. Minotaur cộng Linh, Karina, Matic. Hai này thì lấy nhá. Ê, quên bỏ triệu hồi ra rồi. Giờ mới ra tinh khí triệu hồi là thôi nhá, ngồi cười nãy giờ biết làm sao. Tinh khí triệu hồi không ra tinh khí kiếm khách thì mình chơi 2 kiếm khách, khỏi cần 4 kiếm khách được. Cũng không cần thiết phải là 4 kiếm khách nữa, nói miễn sao chim tinh là được rồi. Nói miễn sao bạn có chim tinh vô là ok rồi. Thiết bị nhân bản, gãy như ý. Gãy như ý, thiết bị nhân bản, gãy như ý, quấn cho nhanh. Ra tinh khí kiếm khách chứ đừng ra triệu hồi nhá, cười đó. Kiếm khách đâu? Có kiếm khách, có triệu hồi, có long giáp luôn. Long giáp thì mình lấy ngọc, mình lấy ngọc, chứ còn chơi 3 long giáp thì lấy kiếm khách ngon hơn. Kiếm khách tăng tốc độ đánh với mỗi phần trăm HP mất. Hồi nó không có mất HP đâu, nó không mất đâu anh em, mà nó lấy cái khác đi, gây thêm sát thương. Rồi nói chung là lửa thì nó sẽ gây thêm sát thương thôi. Rồi bây giờ thì đi kiếm con Linh nha, con Linh. Hayabusa thì không cần nữa rồi, bây giờ là bị thừa 22 rồi, tại vì có tinh khí kiếm khách rồi. À, mình roll cho chơi nó cũng ra mấy con xung quanh này mà. Kiếm con Minotaur thay Aris Hell. Kiếm con Linh. Ha gia vô tạm đi, 4 kiếm khách đi. Xong rồi thang Linh vô sau, không? À, cứ từ từ. Đây Linh đây thì bỏ Ha gia luôn. Rồi. Thì mua con Lancelot. Rồi chịu hồi xuống con gì tôi đem bán cái, tôi mua con Lancelot về. Đó, thì Lancelot tôi Linh rồi cái thứ là có đầy đủ nha. Bây giờ mình sẽ gắn ngọc này sang cho Linh. Này sang cho Linh luôn, để cho Linh đứng sát bên con Karina luôn. Thì mình sẽ có Linh chim tinh kiếm khách, khách lửa. Linh chim tinh kiếm khách, Karina chim tinh kiếm khách đó. Thì mấy bạn có thể nuốt được rồi, nhưng mà mình thì mình muốn kiếm con Mewtwo nữa, kiếm thêm con Mewtwo nữa, chứ không chỉ đơn thuần là 2 con đó thôi. Kiếm thêm con Mewtwo nữa chơi nó mới phê. Cho này đứng sát bên nha, thì nó sẽ được hưởng cái búp của gái. À, để đi kiếm thêm con Mewtwo này. Tham con Mewtwo á. Karina, roll từ từ nó cũng ra nha mà, nó cũng sẽ ra thôi. Nó sẽ hơi chậm xíu nhưng mà nói chung là nó sẽ có cơ hội xuất hiện. Babon chịu hồi. Rồi, cứ để đó, tạm thời vậy đi. Giờ bạn thích thì bạn nuốt cũng được. Nghĩa là bạn thích thì bạn không thì bạn mua con Linh này về, nhân bản nó lên là nó 2 sao cái là khỏi lo thua luôn. Là khỏi lo thua luôn anh em, mà lắp đồ sang cho nó luôn. Con này là phải 3 đồ nhá, còn con Linh thì 2 đồ thôi. Con Linh mà nó 3 đồ lên là thằng Karina không được hưởng, anh em hiểu không? Nên con Linh cho nó cầm 2 đồ thôi, đừng có cho nó cầm 3 đồ. À, riêng con Linh thì cho cầm 2 đồ. Còn nếu như muốn á cho nó cầm 3 đồ á thì nó không được phép cầm ngọc chim tinh. Anh em hiểu không? Thì nó không được phép cầm ngọc chim tinh thì mới ấy. Hồi nãy thì thật ra mình cũng không cần ngọc chim tinh để cho mình kích cái ấy trên người của Linh nữa, tại do là nó có cái tinh khí bóng tối, mình cũng không cần phải lấy ngọc chim tinh. Là lấy ngọc chim tinh thì đương nhiên nó tiết kiệm được một slot, nó tiết kiệm được một slot cờ đó. Thì nếu như bây giờ bạn thích á, thì bạn có thể gọi là tháo cái ngọc chim tinh ra gắn cho con khác, thay vì ta gắn trên người của Linh á, ta gắn cho con khác được. Mewtwo đâu, tốc độ đây rồi, thì chúng ta sẽ thay này ra bán, thay này ra bỏ này, bỏ triệu hồi. Đó, chim tinh kiếm khách nha. Có ngọc long giáp thì lấy ngọc long giáp. Rồi roll hết tiền đi, roll hết tiền. Những con nào mình cần trong đội hình mình thì mình lấy, còn những con nào nằm ngoài đội hình thì thôi bỏ. Đó, ví dụ như vậy nè. Rồi nuốt cửa hàng lại. Bấm. Không kẹt à, không kẹt cờ. Không kẹt cờ. Mà tích thiếu một con. Chim tinh kiếm khách. Lượt sau thì chắc là mà tích sẽ lên. Rồi từ từ mình lắp đồ, mình thay đồ lại nha, để cho con Mewtwo với lại con gọi là con Mewtwo với lại con Linh sẽ là 2 con được hưởng chim tinh với lại ấy. Đấy, kiểu vậy thì nó phải đứng gần nha anh em nhé, nó phải đứng sát bên con Mewtwo thì nó mới được hưởng. Với Mewtwo thì cho nó cầm cái đồ này,
cái này ném cho Linh. Linh cầm ba đồ, nhưng mà cái ngọc chim tinh thì ném cho con khác. Này đi. Nghĩa là bây giờ mình phải còn thêm một đồ nữa để cho con Minotaur chắc chắn là nó sẽ được hưởng búp. Thêm một đồ bất kỳ thôi. Cho con Minotaur là con chim tinh nhiều đồ nhất là ok. Đồ nào cũng được. Lấy đồ tổng đánh cũng được, lấy thêm cái giáp phép kia cũng được. Lấy cái tổng đánh cho Minotaur thì cũng được. Còn không lấy cái đồ vật lý kìa, lấy cái đồ vật lý cái gì gọi là bên hông kìa, có một cái móc á, cái móc về bên hông á cũng được. Rồi, Minotaur vô, Linh đứng sát bên. Con Linh không cần cầm ngọc nha, con Linh cầm thêm một cái gậy như ý là nó là hai đồ, là vậy là ok. Rồi, cho Matic đứng cách ra, không có đứng gần nhé. Nếu mà là con Matic mà đứng sát bên á thì con Matic sẽ là con được hưởng búp. Anh em hiểu không? Karina thì bây giờ nó không có liên quan gì chim tinh á, đẩy sang cho con Minotaur. Rồi. Thì Minotaur cộng với Linh sẽ là hai con đam chủ lực ở trong đội hình của mình. Đơn giản vậy thôi. Lancelot, Karina gì đây kệ nó. Đó, thì cái con mà cầm ngọc chim tinh thì nó chỉ cầm đúng một ngọc thôi. Cầm đúng một cái món đồ là ngọc thôi thì nó sẽ không được tính vô cái bức bóng tối, mà nó sẽ tính cho Minotaur. Còn con Linh thì nó ba đồ, nhưng mà nó không có ngọc, nó không có ngọc chim tinh. Cho nên là nó vẫn là một con tướng không phải là chim tinh. Nó được hưởng chim tinh là nhờ cái tinh khí bóng tối. Ở đó sau cùng là Linh của mình sẽ có ba đồ, và Minotaur của mình thì có hai đồ. Vậy đi. Đó sẽ là cái hướng để cho mấy bạn lắp đồ sao cho nó hợp lý nhé. Thì mình sẽ có hai con chim tinh như vậy rất là ngon. Còn nếu bạn chơi thủ vệ thì sẽ lắp một con ở sau lưng của Minotaur. Nếu như chơi thêm thủ vệ, nhưng mình thì mình không chơi thủ vệ, mình chơi chim tinh và kiếm khách là đủ rồi. Và bây giờ chúng ta chỉ việc đợi Linh 3 sao, Minotaur 3 sao thôi. Ba con nữa là Minotaur 3 sao, Linh thì thiếu 4 con. Jack thì nó ấy rồi, con Karina thiếu 1 con à. Jack thì nó lên rồi, Lance thì nó hình như cũng thiếu Lance thiếu 3 con. Nó thêm là khoảng tầm 4 lượt đánh nữa thì mình sẽ có full vàng 3 sao. Đại loại là vậy. 4 lượt. Không sớm thì muộn nha. Nếu như có bán thì chúng ta sẽ... Thực ra thì mình nghĩ là chắc cũng không cần bán đâu. Tại lượt sau nó rơi con Karina ra là Karina lên 3 sao là chống slot liền. Là kiểu gì cũng chống slot. Còn nếu như có bán thì bán con Lance. Đó. Nếu như trong cái vàng tướng này thì con Lance là con không cần thiết nhất. Những con khác thì mình cứ lấy về. Tại vì con Lance thì bây giờ nó cũng còn thiếu tới tận 4 con. Thì trong cái vàng tướng đó không cần con Lance. Thêm đồ thì cứ gắn cho Minotaur là được nhé. Rồi Minotaur đập, Linh cắm kiếm, cứ thế mà làm tới. Chim tinh thì nó cắm kiếm xuống ở đầy máu. Minotaur đập nó cũng đầy máu nha. Nói chung là cái nào nó cũng có cái lợi của nó. Bữa nay cắm kiếm thì bay màu gần như đầy cây đến từ anh Linh. Đối phương thua mà thua không nhiều, thua mấy máu thôi, thì với cái kiểu này là mình full vàng 3 là cái chắc. Và Linh chim tinh kiếm khách full vàng 3 auto tấp màu. Minotaur 3 sao nữa mà. Ngoài con lăn xe nó lên. Đấy. Nhạc ở đây. Minotaur thiếu một con. Minotaur thiếu một con và con Karina thiếu một con cũng 3. Rồi Linh thiếu 4 con. Lance thiếu 3. Ở đây là Minotaur thiếu 1 nè, thằng Karina thiếu 1 nè là 2 nè, Lance thiếu 3 là 5 nè. Thằng Linh thiếu 4 thì là 9, như vậy là 3 lượt nữa. Đánh thêm 3 lượt nữa là mình sẽ full vàng 3. 3 lượt đấu nha, thêm 3 lượt đấu nữa là full vàng 3. 9 con thì mỗi lượt 3 con thì nó là full vàng 3 đó. Rồi, nói chung là vậy. Đồ thì chỗ này mình cũng không cần thiết bị nhân, như vậy thì mình cũng không cần thiết bị nhân bản nữa. Tại do là nó đã vô cái khớp rồi, nó đã vô cái khớp chẵn rồi. Là khớp 9 con rồi. Nếu như là 10 con thì mình lấy một cái thiết bị nhân bản mình nhân lên thì nó thành 9 thì nó cần 3 lượt. Nhưng mà giờ thì không cần, cho nên mình có thể lấy đồ được. Lấy đồ nào cũng được. Ngọc chim tinh cũng được đó. Bây giờ thì ngọc chim tinh thì nó cũng bị thừa nên mình cũng không cần lấy ngọc chim tinh làm gì. Karina lên Minotaur 3 sao. Ui xôi ơi, chắc lấy thêm cái kiếm chí mạng đi. Rồi quyển sách, trời ơi, sách cho Minotaur anh em ơi. Hỏng rồi, hỏng rồi. Ném tạm qua, con nào cầm cũng được anh em ạ. Mấy cái đồ này thì ai cầm cũng được. Minotaur cho cầm băng thạch đi. Vậy đi. Còn cái cục này, gắn ngang này, này bỏ rồi. Cái đó thì không cần lắm. Đây, để cho ông đứng sát bên hai con này đi, cho hai con này nó được búp giáp. Ô, Linh tôi đâu? Linh này, Linh nhỏ con quá. Linh nhỏ con quá anh em ạ. Linh nó hơi nhỏ con xíu nên nhìn nó không ra. Linh đó được hưởng tích ký mà đúng không? Đúng rồi, được hưởng tích ký lửa này. Con Linh phía dưới thì không được hưởng nhá. Minotaur 3 sao đặt một cái 80.000 sát thương. Anh em thấy gì chưa? Và Minotaur cầm băng thạch nữa thì làm gì có cái hớp nào. Làm gì cái hớp nào anh em đánh vô nó được búp mana rồi tốc độ đánh nó cao nhờ cái gậy như ý nó đánh lên nó hồi mana. Linh chưa kịp cắm kiếm là con Minotaur nó gõ nó đi hết.
làm gì có, làm gì mà bạn có cơ sở nào, bạn đòi win, đòi win cái combo này. Một mình Minotaur là đủ rồi nhé, đủ để cho mình win rồi, còn chưa nói là mình có thêm con Linh nữa. Ôi rồi ôi lan xe ba nhìn tướng nhiều khi lượt này nữa, à năm mấy máu chắc chưa đi đâu, lượt sau nữa là full nhé. Mình cho họ đứng dậy luôn cũng được nhưng mà đứng cách ra, nhưng mà nói cho đứng cách ra, không có cho đứng gần được đâu nhé. Đứng gần thì con Linh của mình, con Linh tí hon này không có được hưởng đâu này. Con Linh này đứng gần quá thì con Linh này không được hưởng. Miêu thì chắc chắn là phải đứng giữa bản đồ rồi, à, điều đương nhiên rồi, phải cho đứng giữa. Thằng này cho đứng ở giữa luôn để cho hai con của mình được búp giáp ảo. Nói chung là những cái đó không cần phải tính tới đâu, bấm cứ để cho Miêu Tàu là đập hết rồi, với quyển sách trên tay kia đập sạch vô, mong nhảy vô bản. À, này nó còn chơi cái con kia là lát tôi cho Karina vô trong solo luôn, solo hip hop với nó luôn. À, không yêu tao một tập nguyên đội hình rã rời hết rồi, bên kia chơi chơi xạ thủ, à, xạ thủ giảm sao đồ, giảm sao đồ 32 đi, lượt sau full 3 sao rồi xin vĩnh biệt cụ luôn. Đây ba con Linh bập 3 sao. Ai, bây giờ anh em muốn solo hip hop hay là muốn solo cái gì thì solo đi. Đây đó, dàn tướng đây, ông nào muốn solo hip hop thì solo hip hop. Đây tôi cho ông này vô đứng góc cho ông nhảy vô ông solo hip hop, với lại con ấy ở bên trong là con ấy bên trong khỏi win luôn. Nếu mà mình cho nó cầm băng thạch nha là thằng ở bên trong khỏi win luôn. Thằng thằng gọi là thằng Karina, thằng thằng ấy ở bên trong á, thằng gì á nhiều quên mất tiêu rồi, thằng Quang Quang, Quang Quang ở bên trong lòng, có một thằng ở trong lòng anh em, mà nó có một thằng nhưng mình không cần đồ luôn, không cần đồ luôn, đánh vẫn win. Karina chiếm tinh chiếm khách, nó không được hưởng chiếm tinh thôi chứ nó được hưởng chiếm khách, đánh tay win luôn á, đánh tay win con Quang Quang ở bên trong. Quang Quang có giảm sao nè, solo hip hop, solo hip hop anh em thấy chưa, solo hip hop à, thằng kia quấn lại solo hip hop giảm được sao xuống, à, giảm được sao xuống, à, giảm được sao xuống thì win. Được được được, giảm được sao xuống thì win nhé. À, bên này còn Linh với lại Miêu Tâu thôi bạn ơi, cố gắng làm gì cho khổ, easy rất dễ để lấy top 1 luôn. Đó là mình không cho Karina cầm đồ nhé, cho Karina cầm băng thạch giảm tốc độ đánh nó xuống là mình win là 100% luôn, là cái chắc luôn. Rồi ok, đó là cái kiểu chơi của con Tha skill 3 khi mà bạn đi cùng với cả là chim tinh và kiếm khách, rất là dễ chơi, thậm chí là dễ chơi hơn cả cái bộ pháp thuật viễn tây cơ, tại vì mình rất là dễ để kiếm con Minotaur bạn ạ. À, có nghĩa là bạn đánh trong cái bộ chim tinh này nè là nó có con Minotaur sẵn rồi, còn con Linh á thì nó có hai trường hợp, một là bạn lấy ngọc chim tinh gắn cho nó, hai là lấy được cái tinh khí bóng tối thì hai con được hưởng cả Minotaur cả Linh, thì một trong hai là đã đủ rồi, còn nếu được cả hai thì tốt quá, thì cái đó là chuyện, đó là 100% luôn, nó là hơn 100% là sẽ chiến thắng luôn. Còn nếu như mà một trong hai thì còn hơi xui thì nó còn là 99,99%, thì lâu lâu nó xảy ra những cái xác suất nó biến cố, nó gọi là mình không có lường trước được á, thì nó mới thua, còn không thì nó cũng khó thua lắm. Minotaur 3 sao đập là chắc chắn win, hay là còn Linh cắm kiếm 3 sao mà chim tinh cắm kiếm xuống là chắc chắn win. Một trong hai trường hợp là đủ để cho bạn chắc chắn win rồi, còn đây là mình có cả hai, mình có cả Linh và mình có cả Milotau luôn, cho nên là no hope dành cho bất cứ một đội hình nào nha, đội hình này là thách thức mọi giới hạn. Rồi ok, đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ cho các bạn ở trong cái kiểu chơi auto top 1 combo đánh con Tha Skill 3 đi chim tinh kiếm khách là auto top 1, không thể nào thua được bạn, rất là khó để cho có một cái đội hình nào có thể thắng được đội hình này. Nếu như bạn có được một đội hình nào mà thắng được thì cứ bình luận phía dưới giúp mình để mình coi thử là có đúng là cái đội hình đó có đủ sức mạnh để có thể thắng được cái đội hình này hay không. Và xin cảm ơn bạn rất nhiều, bạn nào có ý tưởng nào hay thì nhớ bình luận phía dưới giúp mình nha. Còn bây giờ thì cảm ơn bạn rất nhiều đã theo dõi đến tận giây phút này, bạn nào thích cái clip này của mình thì để mình một like, một subscribe, đăng ký kênh, nhớ bật chuông bấm thông báo lên để nhận thông báo trong thời gian sắp tới. Có ý tưởng nào hay thì nhớ bình luận phía dưới. Cảm ơn bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Bye bye.